sau một năm tích cực thực hiện chỉ thị số 25 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách bảo vệ môi trường, tỉnh Bình Dương đã thực hiện cơ bản đầy đủ các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Trong đó, việc đưa vào vận hành hệ thống cung cấp nước và xử lý nước thải cũng như nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng tại địa phương này đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như thu hút đầu tư vào Bình Dương trong thời kỳ hội nhập. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt Nam Hội nhập được phát sóng hàng ngày trên kênh truyền hình VTC10 Net Việt. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, Bình Dương được biết đến là địa phương có làn sóng đầu tư nước ngoài đứng đầu cả nước. Để có được kết quả trên, Bình Dương luôn chú trọng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, hệ thống cung cấp nước và xử lý nước thải. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, ngoài nguồn vốn ngân sách nhà nước, tỉnh đã sử dụng hiệu quả vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Sau khi thực hiện hiệu quả dự án cấp nước và vệ sinh đô thị Nam Thủ Dầu Một, thuộc dự án thứ 3 cấp nước và vệ sinh đô thị các thị xã, thị trấn, Bình Dương đã được nhà tài trợ thống nhất điều chuyển vốn dư từ dự án thành phần của các tỉnh khác để đầu tư tại Bình Dương. Thành công từ dự án này, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tiếp tục tài trợ vốn vay ODA để chủ đầu tư thực hiện dự án cấp nước Nam Thủ Dầu Một mở rộng. Đối với dự án khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương, hiện nay đang được chính phủ Phần Lan cho vay ODA để thực hiện giai đoạn 2, sử dụng khí thải từ rác để phát điện. Ngoài ra, dự án cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương hiện đang được Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA tiếp tục tài trợ vốn ODA để thực hiện khu vực đô thị Thuận An và phần còn lại của đô thị Thủ Dầu Một. Đến nay thì tôi cũng có thể nói rằng là cái hệ thống là phát huy được cái hiệu quả của dự án, thì góp phần đáng kể cho việc là khu gom xử lý nước thải cho thành phố Dù Một là đến nay thì công suất hoạt động xử lý hiện nay khoảng là 11.000 mét khối ngày đêm trên cái tổng công suất giai đoạn 1 là 17.650 mét khối ngày đêm. Thì đây là hệ thống khối nước riêng, khu gom triệt để cái nước thải không gom nước mưa. Khi mà chúng ta đấu nối từ hộ gia đình vào hệ thống thì chúng ta là không cần bể từ ngoài nữa, và tất cả nước thải sẽ khu gom trực tiếp vào mạng lưới. Thì đây là hệ thống là khu gom triệt để. Còn đây là xí nghiệp xử lý chất thải Nam Bình Dương tại địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, được chính phủ phê duyệt với nguồn vốn tài trợ ODA của Phần Lan năm 2002. Dự án được khởi công xây dựng với diện tích ban đầu 75 hectare, tiếp nhận xử lý rác sinh hoạt hợp vệ sinh với quy mô ban đầu 200 tấn trên một ngày. Đến nay, quy mô dự án đã mở rộng hơn 100 hectare và đang xử lý rác thải sinh hoạt với khả năng tiếp nhận 1.000 tấn trên một ngày. Xử lý rác thải công nghiệp và công nghiệp nguy hại với công suất xử lý 150 tấn trên một ngày và tái chế rác. Trong đó, rác thải sinh hoạt được tái chế thành phân compost, làm vật liệu bê tông, gạch, tái chế bùn thải từ nhà máy xử lý nước thành gạch, trưng cất dung môi từ chất rửa điện tử, làm sạch thành phần acetone và phục vụ cho các ngành sản xuất khác. Đây được xem là xí nghiệp xử lý chất thải rắn với dây chuyền công nghệ hiện đại tiên tiến nhất hiện nay tại nước ta. Trong những năm tới sẽ định hướng là tái chế càng nhiều càng tốt và hạn chế những cái công nghệ cũ như là công nghệ chôn lấp. Thì sắp tới thì công ty cũng có dự án là đầu tư xây dựng thêm một cái nhà máy sản xuất phân compost, rồi hệ thống dây chuyền là thu khí biogas, rồi tận dụng những cái nhiệt thừa từ cái lò đốt, hiện nay cái lượng nhiệt này rất là nhiều, rồi để có thể là vận hành máy phát điện hoặc là sơ chế chất thải trước khi xử lý. Thì cái tiêu chí của công ty là luôn luôn là phải gọi là chống lãng phí, bởi vì những cái nguồn nhiệt cũng như nguồn khí ga này là mình đều có thể tận dụng tái sinh thành năng lượng được, nhưng bỏ đi thì rất là lãng phí. Một cái tiêu chí thứ hai nữa là đối với những máy móc công nghệ thiết bị là đầu tư thì
phải được vận hành hiệu quả, tại vì không thể để cái tình trạng mà đắp chiếu như những cái dự án mà tương tự. Hiệu quả từ các công trình nói trên đã tạo điều kiện ban đầu cho địa phương nhân rộng mô hình đầu tư trên địa bàn, phục vụ tốt hơn yêu cầu quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, thông qua quá trình thực hiện các dự án, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã vận dụng linh động những quy định trong đầu tư xây dựng cơ bản. Đồng thời, nhân viên các ban quản lý dự án đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ việc quản lý, đấu thầu, thanh toán quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Bình Dương đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ vấn đề vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, Bình Dương đã triển khai xây dựng đề án nâng cao năng lực giám sát và phát hiện các hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường, xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện đề án thành phố thông minh trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Hiện nay, các doanh nghiệp Nhật Bản đang gia tăng mạnh mẽ về nguồn vốn đầu tư vào sản xuất và tham gia các lĩnh vực chế tạo, công nghiệp, bất động sản đến dự án cải thiện môi trường. Điều này đã góp phần nâng cao đời sống người dân tại tỉnh Bình Dương. Những con đường rộng, giao thông đi lại thuận tiện, môi trường sinh sống của người dân được cải thiện, không còn những bức xúc về ô nhiễm môi trường. Đó là những điều mà người dân Bình Dương cảm nhận về sự thay đổi của địa phương trong những năm gần đây. Tôi thấy tỉnh Bình Dương của mình cơ sở hạ tầng thì rất là tốt. Lúc trước thì mình còn rác thải rồi tất cả các đường phố thì xe cộ vẫn cái an toàn giao thông á, người dân chưa được chấp hành tốt, nhưng mà so với 2 năm trở về đây á thì tôi thấy là đường phố rất là sạch. Rồi cơ sở hạ tầng thì tốt hơn. Cũng là về cái cơ sở hạ tầng của tỉnh Bình Dương, từ ngày mình chuyển vào trong này đến giờ thì nói chung là có nghĩa là cơ sở hạ tầng thì nó rất là tốt, đường điện, đường trường trạm có nghĩa là tương đối ổn định, đường xá thì đẹp. Nói chung là về cái mặt hàng kinh doanh buôn bán so với mọi nơi thì nói chung là cũng có phần dư giả. Anh chị em công nhân và cũng như người kinh doanh chúng tôi nói riêng gọi là tạm ổn. Trong thời gian tới, Bình Dương tiếp tục tập trung hoàn thành kế hoạch thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2018 và tổ chức nhân rộng tại các đô thị trên địa bàn toàn tỉnh, triển khai thực hiện đề án xử lý chất thải y tế tỉnh Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn 2025 đã được phê. Hoàn thành báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bình Dương chuyên đề về chất thải rắn. Tất cả các dự án hiện nay đã đưa vào sử dụng, nâng những dự án cấp thoát nước thì nâng công suất của toàn tỉnh là từ mức 21.000 mét khối ngày đêm năm 2001 lên là 300.000 mét khối ngày đêm năm 2015, đáp ứng cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất, góp phần giúp Bình Dương là hoàn thành những chỉ tiêu phát triển đô thị. Mặc dù đã có nhiều kết quả khả quan, tuy nhiên, thông qua công tác thanh kiểm tra hàng năm, Bình Dương đều phân loại và ban hành danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng để tập trung xử lý. Đến cuối năm 2017, đã có 268 trên 269 cơ sở hoàn thành việc khắc phục, chỉ còn một cơ sở chưa hoàn thành việc khắc phục ô nhiễm. Tuy nhiên, cơ sở này cũng đã cải tạo, nâng cấp công trình xử lý nước thải và đang vận hành thử nghiệm. Ngoài các giải pháp từ Trung ương và tỉnh, trong thời gian tới, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội tại địa phương thuộc khu vực dự án xử lý nước thải cần tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, qua đó tạo sự gắn kết, đồng thuận, người dân và doanh nghiệp cùng đồng hành xây dựng Bình Dương thành địa phương có môi trường xanh sạch. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.